Rồi, phà lên liên tục luôn. Ba chiếc hả? Hai chiếc. À, vé xe thì y chang như là cái vé của đi đi trạm thu phí Rạch Miễu ha, trạm phí Rạch Miễu thì cũng vậy luôn. Đó, vé xe cũng vậy thôi. Bây giờ mình sẽ lên phà ha. Chị My lên phà. À, đi phà rất là sung sướng, rất là khỏe luôn. Ok, cảm ơn chú. Ba chú. Ủa sao không kịp Mày shop vé luôn rồi mua rồi, nhìn có mấy chiếc mà. Chỉnh cái nhóc nó đang chạy nó gớt hả? ngồi mới Thái để Hữu được Vĩnh, thì cầm đi. Thái Hữu Vĩnh, Thái Hữu Vĩnh. Đi. Gớt hoài. Ở đâu đây? Thái. Kìa, có nhà vệ sinh nữa kìa, giữ vệ sinh chung gì kìa. Ủa, có chút xíu vậy hả? Có nhà vệ sinh mà đi hả? Ừ. Ủa hả, chưa có. Có rồi. Có rồi hả? Tôi đi rồi. Xa quá chú ơi. Rồi. Mấy ngày này dồn quá. Chú dồn quá chú ơi. Kia gì hơn, bỏ cái phần. À, chúng ta sẽ cùng xuống phà và trải nghiệm hả tổng thấy đây xuống phà nhìn cái dòng phà mới à. Để máy đây này ha. Rồi, mọi người muốn xem video chất lượng hơn thì mình sẽ chào cháu Winter. Cháu về quê, cháu đang ở quê hả cháu Winter? Cháu Winter. Rồi chú đi ra chú quay vòng nha, rồi cháu hồi coi lại cái kênh chú nha. À, quay chi tiết hơn, rồi cái này để máy góc đây đi ha. Hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc, tổng cộng có bốn chiếc xe. À, nhà vệ sinh sạch sẽ nè, nhà vệ sinh đi đường nào vô ta? À, đi này vô, có cái khóa móc rồi. Nhà vệ sinh. Đây coi bến tàu xuất bến. Chiếc này sắp cập bến rồi nè. Chiếc mình đang đi là chiếc 1, chiếc 2 nè, chiếc bên kia chiếc 3, chiếc 4 nè, 4 chiếc. Hôm nay 25 tháng chạp chạy 4 chiếc luôn và xe nối dài nhau rất là đông vui. Xe nối dài đó, chuẩn bị cập bến nè, đó coi nè, phải cập bến nè, coi ta phải cập bến nè, đi rất là nhanh lẹ luôn, vừa xuống là có phà lên liền đó. Đó, rồi con cặp bến nè, đó, xoáy xoáy xoáy, hôm nay chuẩn bị ra đi nè. Đây nè, đó, nước xoáy ha, nước xoáy, nước xoáy. Thấy nước xoáy không? Rồi, go. Có mấy đứa nhóc kìa, mấy đứa nhỏ kìa. Gần gần ha, đó. Đi luôn. Xoáy 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 nước à. Đây xe nước rồi, điện thoại cho chặt nè. Gọi xe nước. Lượng dòng này trạm học phí đây nè. Ô mỗi bên là hưu mỗi cái hả, hả chú? Ở bên đây là hưu riêng, bên kia hưu riêng phải không? Chung nhưng mà không nay có người thâu ông nội không mà sao hai một người nào cũng nổi đấy đó. Hôm nay đi đông hôm qua chú, đông hơn hôm qua đó. Bữa nay ngày thứ bảy nè, ta về nhiều nè, nhưng mà cầu chắc kẹt lắm á, ta cầu nó kẹt lắm á. Cầu nãy thì thấy chưa kẹt chưa hả? Nay có tập trung ở đây rồi.
À, hôm qua kẹt dữ lắm. Hôm qua kẹt. Hôm nhưng qua mà sau này là nó kẹt. Sau này không kẹt. Nay nó điểm tới hết đường này. Nay mới đi đường này. À tức là công an dắt dẫn đi. Nhưng mà nay là ở đây đông á. Chứ thường bữa nó chạy con chiếc à. Ừ, hôm qua nó ở đây vắng lắm mà. Từ nãy em về tới tính về cầu á. Sợ sợ đấy. Mới đông. Không mà ông đi đường này là đúng em. Nếu mà ông về em đi không. Cái là từ đây em về Bến Tre hả? Dạ. Em nên đi cầu. À. Bởi vì hả nó đông á thì nó ưu tiên cho bên kia tuôn qua. Tại nay là ngày thành phố về mà. À. Nhưng mà chắc ở đây công an có phân luồng. Hôm nay đến mới đi đông ở đây á. Chắc có phân luồng á, như tẻ vô mấy xe. Ở đây là có gì á. Ừ. Nên tính đi đường này để né tại ghé vô mấy bãi cá này. Nè. Ghé bãi cá hả? Ừ. À, ghé chơi. Vòng này ha, nắng quá. Nó ngay cặp á nhóc, lấy nó ngay cặp mày, cái nắng quá rồi nó rồi. Nó nãy tao để đâu rồi quỷ này, được cái nắng này lại để ngay cặp á. Mà chúng ta nè thà chuẩn bị đáp vô nè, cặp bánh chứ thưởng thức đi chạy bưởi. Mọi người nhớ đạp hắn nè, đi xe hơi á, kéo hắn tay nhưng phải đạp hắn chân nữa, tại vì khi mà cặp bánh vô thì nó sẽ có một lực va chạm nữa, làm bánh xe mình nhích lên nữa. Mình đang đạp hắn chân đó. Mình đạp mà mấy chiếc kia nó không đạp cũng là vấn đề. Tại xe đậu sát quá. Ta đi quá trời. Mình ta đi cầu phải không? Bởi vậy không? Mình sẽ sao có hết kết thúc cái clip này mình sẽ hướng dẫn mọi người đi. Cô nó đi kẹt nè. Mà nãy thấy mình vừa tới là bà lên, bà đi. Bốn chiếc chặn lúc. Bà lên là tiêm thôi, rồi đến nơi là vừa đủ pha rồi. Ừ. Đang chạy 4 chiếc á. Rồi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình. Tới là hơi nhanh dữ nữa. Rồi chạy nhanh mà. Đi thôi. Lần đầu phải duyên vừa quen Tết. Bao nhiêu năm rồi. Quá nhiều năm rồi. Từ ngày có cầu thì thế. Vừa quen Tết cho nên nặng nề. Ê, nay nhớ chạy thẳng xuống ngay chỗ thế giới di động nè. Ừ. Là sao? Chạy ngay chỗ di động đó, bữa mình nhớ có con đường mình di động không? À, thì mình chạy đường này luôn mà, bây giờ sẽ hướng dẫn nè, hướng dẫn cái đường đi nè. Bây giờ mình xin phép kết thúc video Wheel Phà này ha, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn từ phà đi ha, từ phà đi nè. Rồi xin chào, hẹn lại mọi người video sau, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Chi Trên Dừa nhé. Ủa ngước đám cưới gì cả? Ui chết rồi. Thấy tao mặc đồ đẹp ai biết.